cầu nguyện để thành công. Dạ rồi, ok. Phúc xin chào mừng tất cả anh chị quay trở lại với Phúc trong cái buổi sớm ngày hôm nay. Hôm nay thì là một cái chương trình ngày cuối trong cái hành trình 21 ngày ứng dụng luật hấp dẫn để giúp cho mình làm chủ được cái tài chính và cũng như là làm chủ được cuộc sống của mình. Dạ, và thì chúng ta đã cùng nhau trải qua cái hành trình là 20 ngày rồi. Thì anh chị cũng đã có cho mình rất là nhiều cái kiến thức, nhiều cái phương pháp cũng như là cái cách để cài đặt tư duy, niềm tin của người thành công vào trong cuộc sống của mình. Đó. Vậy thì anh chị đã đạt được những cái kết quả gì rồi? Và Phúc tin rằng trong cái chặng hành trình, nếu mà các anh chị xuyên suốt cùng với Phúc ở trong cái hành trình thời gian qua, thì các anh chị cũng đã có cho mình những cái kết quả, những cái kết quả thành công, và để chúng ta có những cái kết quả vượt trội hơn, thì ngày hôm nay là một cái phương pháp cuối cùng trong cái chuỗi hành trình này, đó là cầu nguyện để thành công, được không ạ? Bao nhiêu số các anh chị mình cũng đã nghe tới cầu nguyện. Mình nghe tới cầu nguyện và anh chị cũng gọi là mơ hồ, mình chưa có biết cách làm như thế nào hoặc là ứng dụng như thế nào để giúp cho mình tạo ra kết quả. Thì ngày hôm nay thì Phúc sẽ chia sẻ đến cho cả nhà của mình năm cái yếu tố ha. Năm cái yếu tố này nó sẽ quyết định đến cái sự thành công trong cái việc mà các anh chị cầu nguyện cho mọi mục tiêu của mình. Đó, vậy thì anh chị cũng đã từng trong cuộc sống của mình, anh chị cũng đã từng có phải rằng là mình được từng đi đi chùa. Mình đi chùa, mình sẽ hoặc là anh chị đi tới một cái thánh địa hay là cái nơi mà linh thiêng để các anh chị xin một cái điều gì đó. Ví dụ như anh chị cầu nguyện để mình có con theo mong muốn, hay là anh chị cầu nguyện để mình được lành bệnh chẳng hạn, hoặc là anh chị cầu nguyện để mình tai qua nạn khỏi, mình đón một cái năm nó sẽ có những cái may mắn trong cuộc đời của mình, đúng không cả nhà? Đó, có nghĩa rằng là mình phải tin ai đó. Mình tin vào cái đức tin đó thì mình mới đi xin, mình mới xin những cái điều mà mình mong muốn, đúng không? Nếu mà mình không tin thì mình sẽ không có đi xin ai. Đó. Vậy thì kể cho cả nhà nghe một cái câu chuyện ha. Một cái câu chuyện này, nó là như thế này cả nhà. Có một cái anh chàng anh ấy thì nghèo lắm, rất là nghèo luôn. Nghèo và nghèo trong nhiều năm qua rồi, bây giờ anh ta không chịu nổi nữa và anh ta mới ngước mặt lên trời như thế này. Và anh ta xin xin rằng là xin hãy cho con có cái sự giàu có, chứ con giờ con nghèo quá rồi, con chịu không nổi nữa. Anh ta xin như thế cả nhà. Vậy thì anh chị có tin rằng là anh ấy sẽ đạt được cái kết quả không? Đó, anh tin anh cho tới một ngày là anh ta không còn nữa. Đến gặp Diêm Vương vẫn cứ cái câu nói đó là làm sao? Tại sao tôi xin hoài mà không có cho tôi điều đó? Đó. Vậy thì chúng ta sẽ rút ra một cái bài học. Đó. Vậy thì anh chị đặt ra câu hỏi này, đặt nó xuống cho mình những câu hỏi này để mình cũng tự hỏi chính mình luôn. Đúng không ạ? Điều đầu tiên đó là cái đối tượng để anh ấy xin đó là ai? Ở đây có đối tượng, có ông trời, có cái ngài ở trên đó. Đó là một cái đấng linh thiêng, là một cái đức tin của mình thôi, được không cả chị? Đó là đối tượng của các chị là ai. Thì bây giờ anh chị chung quy lại là mình sẽ xin xin vũ trụ bao la, xin ngài, xin người, được không cả nhà? Xin tiềm thức của chúng ta hậu thuẫn đấy. Vì chính con người của mình cũng là một tiểu vũ trụ thu nhỏ, đúng không? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ chung quy lại là mình sẽ xin vũ trụ cả nhà nha, xin vũ trụ. Rồi, cái điều thứ hai ở trong cái này đó là niềm tin. Có cái niềm tin có nghĩa rằng là anh chị tin thì mới thấy, còn anh chị không tin thì mặc dù cái gì đó, đó là cái dấu hiệu nó đến trước mặt anh chị cũng không có tập trung, không có nhìn thấy để mà đón nhận nó đâu. Vậy thì sự khác biệt đó là niềm tin, phải có niềm tin cả nhà. Đó. Thế bây giờ Phúc Phúc nói với anh chị ha, bây giờ con của mình đi, nó xin anh chị một cái đồ chơi, mà cái đồ chơi này á là anh chị nói rằng là nó không an toàn, nó không được tốt, có nghĩa là nó là làm từ những cái vật liệu không được ok cho sức khỏe của con, và anh chị không đồng ý. Thế thì con của mình nó xin, xong rồi nó năn nỉ, nó ỉ ôi, nó năn nỉ, nó ỉ ôi, mẹ cho con đi, mẹ cho con đi, rồi mẹ hãy cho con rất thích con, con xin hứa là con sẽ dùng nó ở những cái khoảng thời gian mà con giải lao thôi,
chứ không có ảnh hưởng gì tới việc học. Hay là con xin hứa rằng là con sẽ dùng nó một cách rất là an toàn, đúng không? Đó, vậy thì đứa con của mình tại sao nó xin mình? Nó không có khả năng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó xem mình là một cái người có khả năng để cho nó, giống như chúng ta đang xin vũ trụ là một đức tin của mình đó. Và cái thứ ba nữa là đứa con của mình nó nói là hôm nay mẹ cho con cái đó, thì đó là một cái mốc thời gian. Cái đó là đồ chơi gì, nó cụ thể rõ ràng ra màu gì, thì anh chị sẽ đáp ứng cho nó. Đó là yếu tố về sự mong muốn cụ thể và rõ ràng. Và cái tiếp theo nữa là gì? Nó hứa. Nó xin xong rồi là nó hứa. À, nó sẽ dùng cái đó trong cái khoảng thời gian nó giải trí, nó giải lao thôi. À, nó phục vụ cho cái việc giải trí mà nó không ảnh hưởng gì tới việc học, nó không ảnh hưởng gì tới người khác, tới cha tới mẹ, đúng không? Có nghĩa là điều nó mong muốn nó có được rồi thì nó sẽ đưa ra lời hứa và nó không ảnh hưởng tới ai, được không? Đó thì đó là trong trường hợp của con. Thì trong trường hợp của mình là như thế nào? À, Phúc sẽ phân tích cho các anh chị, nhưng mà lát nữa thì Phúc sẽ gửi tặng các anh chị cái bài cầu nguyện luôn. Anh chị ở cuối tối cuối giờ để đòi nhận cái bài cầu nguyện ha. Phúc sẽ share lên cho các anh chị cùng chép, được không? À, Phúc sẽ đọc qua và phân tích cho các anh chị nha. Đó, vậy thì Phúc ví dụ thêm một cái ví dụ nữa. Bây giờ các anh chị xin một cái người nào đó, thì có phải rằng là mình đắc nhân tâm trước không? Dạ, mình đắc nhân tâm không nè? Có nghĩa là mình sẽ ca ngợi, mình sẽ khen ngợi, mình sẽ nói để tạo nên cái sự kết nối gần gũi rồi mình mới xin chứ. Và bây giờ sao mình xin được không? Đó. Rồi, bây giờ anh chị chốt xuống với Phúc này. Đó là những cái mà Phúc phân tích, nhưng bây giờ chốt xuống những cái yếu tố này, năm cái yếu tố. Yếu tố đầu tiên, anh chị cùng ghi với Phúc nha. Yếu tố đầu tiên đó là niềm tin. Phải có niềm tin. Tin thì mới có, không tin thì không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Được không ạ? Ghi xuống đi ạ. Rồi, trong cái phần niềm tin này cộng với cái sự ca ngợi cả nhà, hay còn gọi là mình đắc nhân tâm đó. Bởi vì sao? Mình tin ai đó thì mình mới xin. Mà tại sao mình tin họ? Bởi vì mình nể họ, mình nể nang họ, mình kính trọng họ. Đó là trong cuộc sống của mình. Và bây giờ trong những trong mình đang xin cái đức tin mình cũng thấy. Đó, vậy thì những cái ngôn từ nào để ca ngợi, để mà tạo nên cái sự kết nối, giữa mình với vũ trụ. Lát nữa Phúc sẽ chia sẻ bài cho các anh chị ha. Phúc ví dụ như thế này là con biết rằng cái sức mạnh của người là vô biên. Người có một cái sức mạnh vô cùng to lớn và người luôn mong muốn tất cả chúng con đều phát triển, đều sống một cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc, đầy đủ, thịnh vượng. Và vũ trụ luôn giàu có, Ngài luôn giàu có, và con là con của vũ trụ, cho nên con cũng có những điều đó. Ví dụ như mình kết nối, mình đắc nhân tâm để mình tạo cái sự thuyết phục, được không cả nhà? À, và khi anh chị xin là phải tin, tin tưởng tuyệt đối vũ trụ có quy luật phản hồi, bạn tác động tới vũ trụ một lần thì sẽ có sự phản hồi trở lại. Có nghĩa anh chị sẽ có câu trả lời, nhưng quan trọng câu trả lời đó là điều anh chị muốn hay không muốn. Thì để mà có được cái điều mà anh chị mong muốn, vũ trụ phản hồi chính xác điều anh chị mong muốn, thì anh chị phải cho cái đầu ra. Có nghĩa là nói đúng điều mình mong muốn, yêu cầu đúng chính xác điều mình mong muốn, cho đi đúng cái tần số mà mình mong muốn, thì mình muốn nhận lại, vũ trụ mới phản hồi lại chính xác điều anh chị mong muốn. Được không vậy nha?
Đó là yếu tố đầu tiên. Yếu tố đầu tiên đó. Bây giờ yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ hai đó là mục tiêu phải rõ ràng cụ thể. Phúc có phân tích một chút chút đó rồi. Bởi vì để mà anh chị làm chính xác cái mục tiêu, cái điều mà anh chị mong muốn để vũ trụ hiểu, đây là cái áo màu vàng hay màu xanh, đây là tóc tóc đen hay là tóc vàng, có nghĩa là phải hiểu, phải có những hình ảnh, phải rõ ràng cụ thể từng cái điều mà các chị mong muốn như thế đó. Rồi yếu tố thứ ba là mốc thời gian. Anh chị xin rằng ngày mai thì có cái câu chuyện như này, cái anh chàng đó chở cô người yêu đi tới cái quán ăn đó, và cái quán ăn đó để một cái biển như thế này là ngày mai sẽ được khuyến mãi 50%. Và anh ta đến cái lúc thanh toán thì anh ta mới hỏi sao thu hết tiền và mà không có giảm giá, không có giảm giá. Cái người chủ đó là bảo ngày mai, và ngày mai tới vẫn là câu chuyện như thế. Ngày mai không có bao giờ có ngày mai. Chúng ta sống ở hiện tại. Mình đặt mục tiêu ở hiện tại, mình yêu cầu điều mình muốn ở hiện tại. Hôm nay, ngay bây giờ, ngay lúc này, ngày tháng năm. Được chưa? Đó. Ví dụ như bây giờ cái câu chuyện ngay từ cái phần đầu tiên mà Phúc chia sẻ với chị là gì? Cho con sự giàu có. Giàu có là bao nhiêu? Chưa có cụ thể, chưa có chính xác. Vậy cho con là bao giờ lấy đây? Không có. Chính vì thế mọi thứ phải rõ ràng, có mốc thời gian, có một cái thời gian, một cái deadline, được không? Đó. Điều thứ tư đó là cái lời hứa của mình, cũng như là cái việc là mình không lợi ích hóa cá nhân. Mọi điều mình mong muốn phải luôn gắn với lợi ích của cộng đồng, của những người xung quanh mình đó. Ví dụ bây giờ tháng này mục tiêu lợi nhuận như thế anh chị đạt được rồi, anh chị sẽ là cái người, con xin hứa rằng khi con đạt được điều này, con sẽ mang cái công thức này con tặng cho những ai chạm đến con, những ai sẽ chịu sẵn sàng lắng nghe con nói thì con tặng cho người đó bất kỳ một ai để giúp cho họ chuyển hóa cuộc đời, giúp cho họ sống một cuộc sống tuyệt vời hơn, hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn, yêu thương hơn. Được không ạ? Đó là cái cách đó cả nhà. Tóm lược lại này. Thứ nhất, xin ai là cái đối tượng. Thứ hai, có niềm tin và phải đắc nhân tâm. Thứ ba, điều bạn mong muốn phải rõ ràng. Thứ tư, có thời gian cụ thể rõ ràng. Thứ năm là lời hứa của mình không lợi ích hóa cá nhân, gắn với cộng đồng. Khi nãy thì Phúc đọc sai cái vị trí ha, nhưng nội dung thì nó vẫn như thế, được không? Rồi ok, bây giờ Phúc sẽ share cho cả nhà của mình cái bài để anh chị cầu nguyện, được không? Và cả nhà đợi Phúc một tí xíu ha. Chờ Phúc tí xíu ha. Rồi ok, Phúc sẽ xem cho cả nhà của mình nè. Vậy thì cái sự Đây đây. Ok cả nhà nè. Rồi cả nhà cùng xem cái bài nha. Thì trong cái bài này nó sẽ có 5 cái yếu tố mà Phúc phân tích, và Phúc đã vạch ra cái phần vàng để cho các anh chị hiểu bài cầu nguyện. Đây là một cái bài cầu nguyện trong quyển sách Sức mạnh tiềm thức chuyên sâu, kết hợp với những cái yếu tố, cái công thức mà những cái điều mà các chị mong muốn thì Phúc đều đưa vào hết đây rồi. Đó, Phúc sẽ đọc qua cho các anh chị nè. Đây là yếu tố thứ nhất là đối tượng là đức tin anh chị xin ai. Đó. Yếu tố thứ hai là thời gian cụ thể rõ ràng. Yếu tố thứ ba là niềm tin
ngợi cái sức mạnh thiêng liêng của cái người mà mình xin, cái đối tượng mà mình xin. Bây giờ xin vũ trụ thì ca ngợi đi ha. Lát nữa sẽ có cái phần phân tích nè, Phúc sẽ đọc qua nha. Yếu tố thứ tư là mong muốn của bạn phải cụ thể rõ ràng, và để cụ thể rõ ràng hơn là có luôn cái hình ảnh, được không? Ví dụ như bây giờ anh chị tưởng tượng rằng là Phúc đang nói chuyện với anh chị, vào cái ngày đó Phúc đang ăn mừng cùng với chị, thì Phúc thấy rằng là anh chị thấy rằng là ngày hôm nay anh chị mặc cái bộ đồ màu gì, màu xanh, và trước mặt anh chị là Phúc, anh chị đang kể câu chuyện lại cho Phúc nghe. Và ngày hôm nay Phúc mặc chiếc áo màu vàng, chiếc váy màu vàng, cổ sơ mi, đang mang một cái đôi bông tai màu trắng, có nghĩa là một cái sự rõ ràng nó đến mức như thế đó cả nhà, được không? Đây là lời hướng về yếu tố thứ năm, và Phúc sẽ đọc qua cùng với các anh chị ha. Anh chị chép kịp thì chép, còn không thì sau cái livestream này thì các anh chị có thể nhắn để Phúc gửi tặng cho các anh chị bài cầu nguyện đi nha. Rồi ok, rồi chúng ta sẽ đọc bài nè. Hôm nay, ngay bây giờ, ngay lúc này là ngày bao nhiêu, tôi xin đến gửi đến vũ trụ và tìm thức trong tôi lời nguyện. Tôi nguyện cho bản thân tôi, người thân trong gia đình tôi và tất cả mọi người trong vũ trụ đều thành công, giàu có và khỏe mạnh. Quyền năng, sức mạnh, bình an, trí tuệ và niềm vui của vũ trụ ngay bây giờ là của tôi. Tình yêu thương của người lấp đầy trong tâm hồn tôi và ánh sáng của người cho tôi thấy cách tốt nhất để phục vụ nhân loại. Tôi biết rằng những gì tôi cầu ước cho người khác là tôi đang ban phước cho chính mình. Tình yêu của vũ trụ chảy qua tôi đến cả nhân loại. Tôi chúc phúc cho những người giàu có hơn tôi. Tôi chúc phúc cho những người chưa tốt với tôi. Tôi vui mừng khi thấy tất cả mọi người xung quanh tôi đều thành công và thịnh vượng. Có nghĩa mình không có cầu cho chính mình, mà cầu cho tất cả mọi người, chúc phúc cho tất cả mọi người cả nhà. Không bao giờ lợi ích hóa cá nhân. Những cái điều mà anh chị chỉ mong muốn cho mình thôi thì vũ trụ ít khi đáp ứng, mà phải là mong muốn của lợi ích của mình luôn gắn với lợi ích của nhiều người nha. Tôi mở tất cả cửa sổ tâm trí mình để sự giàu có của vũ trụ tuôn trào trong tôi. Tôi yêu tất cả. Tôi cầu nguyện rằng sự giàu có của vũ trụ tràn ngập tâm trí và trái tim của tất cả mọi người. Tôi cảm ơn sự giàu có của người ngay bây giờ thật tuyệt vời. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Trí tuệ, sức mạnh và năng lực sáng tạo của vũ trụ được mở rộng và thể hiện qua tôi. Tôi là con của vũ trụ. Tôi tự thừa hưởng tất cả các quyền, đặc quyền và phước lành về sự giàu có của người. Đó, mình đang ca ngợi người, sức mạnh của người, sự giàu có của người, tình yêu của người. Đó, tôi tập trung tâm trí vào vũ trụ và cảm nhận sự đồng nhất của tôi với vũ trụ. Tôi tin rằng, tôi tin vào sự giàu có vô hạn của người và nguồn cung vô hạn. Tôi tin tưởng và đồng tình về mặt tinh thần rằng cái vô tận của vũ trụ đang sống cho tôi bằng sự giàu có của vũ trụ và mang lại cho tôi sự hài hòa, cảm hứng, phước lành và sự giàu có trong cuộc sống của tôi. Tôi là một với vũ trụ. Sức mạnh sáng tạo của người cũng chính là sức mạnh sáng tạo của tôi. Trí tuệ, sức mạnh, trí thông minh và sự hiểu biết của vũ trụ cũng là trí tuệ, sức mạnh, trí thông minh và sự hiểu biết của tôi. Vô lượng trí huệ dẫn dắt tôi trên mọi con đường của mình, và tinh thần thịnh vượng của vũ trụ là sự giàu có, thành công, hạnh phúc của tôi. Mỗi ngày tôi đều có cơ hội tuyệt vời để phát triển, mở rộng và tiến bộ. Tôi đang xây dựng thiện chí. Tôi là một người thành công lớn bởi vì tôi làm kinh doanh với người khác như cách tôi muốn người khác làm kinh doanh với tôi. Đây là nguyên tắc vàng, nguyên tắc vàng và trong doanh nhân và tạo hóa vàng ha. Vũ trụ tiết lộ cho tôi những cách tốt nhất, dễ dàng nhất và nhanh nhất để thể hiện chân lý của vũ trụ đến con người thông qua tôi. Sức mạnh vô hạn của vũ trụ sẽ nâng tôi lên, chữa lành cho tôi, truyền cảm hứng cho tôi, mở ra cánh cửa mới cho tôi những ý tưởng sáng tạo mới, mang đến cho tôi sự sâu sắc và an toàn, cho dù mọi thứ có thay đổi hay không so với hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Tất cả những gì tôi tin tưởng vào sự hiện diện này và tin vào nó, điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc sống của tôi. Và tôi xin vũ trụ giàu có hãy mang đến cho tôi ngay bây giờ những điều sau đây. Đây là những cái điều mà Phúc ví dụ thôi. Anh chị có thể liệt kê ra những cái điều anh chị mong muốn, một điều, hai điều, ba điều, năm điều. Đó, vì mục tiêu 30 ngày, mục tiêu 6 tháng hay mục tiêu nào đó của mình, được không ạ? Phúc ví dụ con có lợi nhuận là ngày 31 tháng 5 năm 2024 là 100 triệu lợi nhuận một cách nhẹ nhàng, dễ dàng và thuận lợi. Điều thứ hai, con có mối quan hệ nhiệm màu với chồng của con tên là Nguyễn Văn A, anh A, anh B, C gì đó. Anh yêu thương con, chiều chuộng con, trọn vẹn với con, yêu thương, có trách nhiệm với con cái, ba mẹ hai bên.
và chồng con có tư duy của người thành công là nguồn lực, là quý nhân của con, đồng lòng hậu thuẫn cùng con, tầm nhìn cùng sứ mệnh với con. Con có một cái sức khỏe vô địch, ai nhìn thấy con, chạm đến con, nghe con nói đều được truyền cảm hứng và thuyết phục để họ được chuyển hóa cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Con có một body chuẩn chỉnh với ba vòng là bao nhiêu, ba là các thứ. Điều thứ tư anh chị có thể là thêm phần tư duy, phẩm chất mà anh chị đang thiếu nó là cái gì vào đây. Ví dụ con vô cùng biết ơn người cho con cái khả năng lãnh đạo, sự sáng suốt, sự sáng tạo, hiểu đủ, hiểu đúng, làm đúng trong mọi việc để giúp con thành công. Con cảm ơn vì sự thành công thịnh vượng của người, sự giàu có mà vũ trụ ban cho con. Lời hứa yếu tố thứ năm, con nguyện khi con thành công, con đạt được những điều mà con mong muốn gửi đến người, con xin được chia sẻ đến bất kỳ ai chạm đến con, hay con chạm đến họ, giúp cho họ thành công cùng con và tiếp tục cùng con thực hiện sứ mệnh của mình. Đó, không lợi ích hóa cá nhân. Anh chị thấy một cái bài nó quá trọn vẹn không? Rất trọn vẹn, đầy đủ tất cả những cái yếu tố cần thiết để giúp cho các chị. Được không? Mình đã học tư duy, mình học công thức, mình học phương pháp này, phương pháp kia rồi. Bây giờ là lúc anh chị cầu nguyện và anh chị phó thác với một cái niềm tin tuyệt đối. Vũ trụ hậu thuẫn cho con. Cho con cái này, cho con cái kia. Tin tưởng tuyệt đối với cái tình yêu của mình. Được không? Và với một cái sự hứa hẹn, đó là khi tôi đạt được điều này, khi con đạt được điều này, con sẽ mang cái này, mang công thức này đến tặng cho bất kỳ ai chạm đến con hay con chạm đến nào. Có khao khát thay đổi cuộc đời, khao khát thay đổi cuộc sống đó. Thì đó là cái điều mà Phúc ví dụ. Còn anh chị đang có điều gì mình mong muốn? Anh chị nguyện để mình có một cái công việc, anh chị nguyện để con của mình nó ngoan hơn, nó có những phẩm chất của người thành công, anh chị nguyện có một gia đình trọn vẹn. Sinh xong rồi thì hứa làm điều đó, xong rồi có điều đó, xong rồi mang điều này tặng cho người khác, được không? Đó là sứ mệnh của chúng ta cả nhà, được không ạ? Rồi, ok. Và đó là cái phần rất là quan trọng mà Phúc đã gửi tặng đến cho cả nhà của mình, và chúng ta sẽ cùng nhau khép lại ở cái chương trình này 21 ngày ứng dụng hấp dẫn, được không ạ? Các chị thấy chương trình này có ý nghĩa không? Anh chị có thể là thấy nó hay, nó ý nghĩa, và anh chị cũng đã tạo ra cho mình kết quả, nên chị có thể là cùng với Phúc share cái phần này đến cho nhiều người thân bạn bè của mình, và họ có thể là ứng dụng, chúng ta cùng gieo hạt giống thiện lành, gieo cái hạt giống tốt đẹp đến, được không ạ? Rồi, ok ha. Phúc sẽ khép họ lại cái phần chia sẻ của mình, và cảm ơn các anh chị đã đồng hành với Phúc trong xuyên suốt cái chủ trình hành trình 21 ngày vừa qua. Và mỗi một ngày chúng ta không dừng lại ở đây, hãy liên tục phát triển bản thân của mình đó, phát triển bản thân của mình, phát triển tư duy, phát triển trí tuệ, phát triển cái con người của mình lên, được không ạ? Mỗi một ngày, và chúc cho các anh chị thành công hơn, hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn, sống một cuộc đời thịnh vượng hơn, được không ạ? Và xin hẹn các chị trong cái chương trình chia sẻ tiếp theo. Thì Phúc sẽ để cái phần cái lịch của Mơ Phúc lên đây, để các anh chị có thể là đồng hành cùng với Phúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị nha.